nhằm tận dụng khả năng khai thác các luồng hàng hóa, lao động và vốn bằng cách sử dụng các nhân tố sản xuất bổ sung lẫn nhau. Từ năm 1999, khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam được hình thành. Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam là khu vực ngã ba biên giới, bao gồm 13 tỉnh của ba nước. Trong đó, Việt Nam có các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước. Trải qua hơn 20 năm phát triển và hợp tác, khu vực này đã phát huy vai trò là cơ chế hiệu quả, gắn kết ba nước láng giềng thân thiết, đảm bảo hòa bình an ninh chính trị, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội cho khu vực. Đầu tháng 10 vừa qua, ông Lê Văn Tiền sang Lào làm việc cho một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trồng sầu riêng tại nước bạn. Hết vụ thu hoạch sầu riêng, ông Tiền lại trở về Việt Nam để thu hoạch cà phê. Việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam đã tạo công ăn việc làm quanh năm cho những người dân trong khu vực biên giới. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, Việt Nam đã đầu tư vào khu vực tam giác phát triển của Campuchia và Lào 122 dự án. Tại nên nói chung là đất đai thổ nhưỡng ở bên Lào là nó mau mở. Thế mà nói chung là người Lào thì người ta không có vốn để đầu tư, thì đất đai thì rất nhiều. Bây giờ người Việt mình phải sang bên đó hợp tác với người Lào để mình đầu tư, mình phát triển đất đai, cơ sở hạ tầng. Xác định khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y là động lực quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới và tăng cường hợp tác với các nước bạn. Trong thời gian vừa qua thì tỉnh Kon Tum đã đầu tư nhiều nguồn lực để phát triển hạ tầng tại đây. Hiện nay thì khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã trở thành động lực quan trọng trong tam giác phát triển của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được quy hoạch hơn 70.400 ha, có một cửa khẩu quốc tế với Lào và một cửa khẩu phụ với Campuchia, là đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng trong khu vực. Trong những năm qua, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bờ Y năm sau luôn cao hơn năm trước. Tính từ đầu năm đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Bờ Y đạt gần 210.000 lượt, phương tiện xuất nhập cảnh gần 34.000 lượt, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt gần 300 triệu USD. Ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia cũng tập trung đầu tư xây dựng hoạt động tam giác phát triển, trong đó là có cái hoạt động như là thăm thân, trao đổi, rồi là du lịch, rồi là phát triển kinh tế, đặc biệt là triển khai chủ trương là thực hiện cái chuỗi phát triển về thương mại và dịch vụ, như là hiện nay là các cái mặt hàng như nông sản là đều được là thông quan qua lại cửa khẩu. Nếu mà kinh tế ở ba tỉnh của ba nước mà có sự phát triển thì sẽ góp phần về công tác bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời gian tới. Mà thời gian tới thì cái tập trung lớn nhất là nên phát triển vào cái lĩnh vực nông nghiệp gắn với các cảng biển lớn ở dãy miền Trung, để từ đó góp phần lưu chuyển hàng hóa của các nước ra các nước trên thế giới. Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác khu vực tam giác phát triển, tháng 10 vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam đã có cuộc làm việc với các địa phương và các cơ quan liên quan. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận kỹ lưỡng về các hoạt động hợp tác trong việc thực hiện các hiệp định, kế hoạch hành động và chương trình hợp tác chung đã được thống nhất và ký kết. Cuộc làm việc chung đầu tiên của đoàn đại biểu Quốc hội ba nước đã khẳng định ý chí và quyết tâm của Quốc hội ba nước trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác, đoàn kết và thịnh vượng